Hi, chị ơi, chào mừng em đã quay trở lại kênh KT và mình ơi, KT đã trở lại và ăn hại gấp bội. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em là mình đã trở lại thôi và mình sẽ tích cực tương tác với anh em nhiều hơn. Em thấy là trong thời gian qua mình khá là bận rộn. Đấy. Khá là nhiều công việc, nói chung là việc riêng tư thôi. Thời gian tới này mình sẽ tương tác nhiều hơn với anh em này, sẽ thả tim comment nhiều hơn. Và trả lời tất cả những cái câu hỏi của anh em trên kênh YouTube KT của mình. Thời gian vừa rồi thì mình hơi bận, không thả tim hay là không ít đọc được comment với cả ít trả lời được comment của anh em. Thì trong thời gian tới này mình sẽ thứ nhất là sẽ ra được nhiều video hơn, một ngày ra đâu đấy khoảng 2 đến 3 video và trả lời comment với cả thả tim comment của anh em liên tục nhá. Và sẽ post thêm nhiều deal cực kỳ rẻ, cực kỳ hot và cực kỳ ngon nha anh em. Sẽ có nhiều deal rất là hấp dẫn, hàng mấy nghìn cũng có này, mấy đồng cũng có, và nhiều sản phẩm, và chia sẻ với anh em nhiều mã giảm giá cũng như là hàng giá rẻ ở trong kênh YouTube cũng như là trên nhóm hay là trên website đấy, trong box chat gì đấy anh em nhớ theo dõi nhé. Và link box chat hay là link group gì đấy mình sẽ để dưới video đấy, anh em nhớ vào theo dõi để nhận những cái sản phẩm đấy để chúng ta mua nhé. Đảm bảo với anh em rẻ khoảng tầm 90%, 100% so với thị trường luôn. Ok, ngoài ra thì sẽ bắt đầu gọi là làm thêm những cái video thanh lý hàng giá rẻ hay là những cái video giveaway. Nếu mà anh em ủng hộ video này 1.000 like nha anh em. Rồi mình sẽ trở lại này, tương tác với anh em nhiều hơn này, ra video thanh lý này, giveaway anh em này, hay là post những cái deal ngon giá rẻ cùng với chia sẻ mã hàng giá nhiều hơn nhé. Nói chung đợt này là có một sự thay đổi, thay đổi mới. Rồi mong anh em ủng hộ kênh KTN.com nhớ nữa nhé. Bye bye anh em. Vậy video ngắn thông báo với anh em sự trở lại của mình thôi. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới.